nó nhiều cái nó nhiều, nhiều cái cảnh, nhiều khi nhiều bà đi vô thăm nuôi rồi say goodbye thôi, à, thôi tôi thăm nuôi ông lần này là xong rồi, là lần sau đó, đó nhiều cái. Thì nói chung là nó có đối xử tàn tệ với lại tù, ví dụ như là connect hay là Có những người mà chống đối nó một cách quyết liệt, hay là nó nghi ngờ làm cái gì thì nó biệt giam, gọi là biệt giam, thì đưa vô nhà cùng. Thì nhà cùng nó cũng đơn giản như tôi nói với chị nãy, mấy người mà nó cùng hai chân rồi nằm đó, rồi cùng hai chân ăn ở luôn tại chỗ đó, rồi vậy là không nhúc nhích cả ngày đêm. có thể ngồi lên ngồi xuống gì được thôi, nhưng mà hai chân thôi bị cùng đó. Đó là cái vấn đề, là rồi nó muốn giết thì giết một cách nhẹ nhàng thôi, như quăng một cái tàn thuốc thì nhà cùng nó cháy là làm sao chạy đâu được, rồi bắt buộc chơi khi lửa cháy lên phải chết thôi. Đó là nhiều cái hình thức, mà thật sự mà nói thì Nó có đánh đập tù nhân không? trong giai đoạn cuối thì những người mà chống đối mà nó nghi ngờ, nó có đánh đập, nó đưa vô nó có đánh đập. Sự thật là đâu có ai ngăn cấm được chuyện đó, chị thấy không, vì nó đâu có áp dụng theo cái quy ước Geneva đánh đập tù binh, nó đâu có phải như mình hồi trước. Anh có Bởi thấy vì bạn bè anh bị nó đánh không? có người cũng bị đánh. Tôi có một chú đại quý quân cảnh bị vô rừng đánh, nhưng mà nhiều trại trưởng thì nó cũng có chút nhân đạo, thì nó tập họp lên nó nói là sau cái tiểu đoàn này mà đi mượn tù đi làm, các đội trưởng lưu ý những anh nào quân cảnh đừng có cho đi cho tiểu đoàn này mượn, phải để ở nhà để làm công tác khác, làm chuyện khác. Tại sao? Vì đưa quân cảnh vô là vô rừng nó bị tụi nó đánh, Oh, chị thấy hồi nãy đối thủ. nó trả thù rồi đó. Vậy là ông nó tử tế. Vậy dạ, thành ra nói tóm lại rồi thì trại thì nó không có, trừ những người mà tỏ ra chống đối nó đưa vô nhà cùng rồi nó điều tra nó đánh, cái đó là chuyện khác, nhưng mà những người bình thường nghĩa là không tỏ cái sự chống đối ra mặt thì nó cũng coi như những người bình thường vậy thôi, chỉ nó giam giữ thôi chứ nó không có đối xử mà một cách dã man. Nhưng mà đối với những người mà chống đối ra mặt thì nó Vậy cái áp lực. thời gian anh bị bắt ấy thì nó chỉ giữ sĩ quan thôi hay là nó giữ cả sĩ quan cả lính? Không, tất cả đều chung hết. Nhưng mà rồi nó rồi có cho về sớm mấy người mà Nó cấp thấp. thường là không có ai, tối thiểu cũng phải là 5 năm. Có những người về sớm, là có những người là thí dụ như có những người có thân nhân là cộng sản. Chẳng hạn như trong trại tôi nó có những trường hợp cha là cộng sản, con là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà vô thăm là con từ chối. Nó có những người sĩ khí vậy vô là con từ chối, tôi với ông là hai cái tư tưởng khác nhau, ông là ông mà tôi là tôi thôi, giờ ông ở nhốt tôi ở tù chừng nào đó. Đó là những Rồi chuyện ông mà bố có dám bảo lãnh cho con về không? có những người cũng bảo lãnh cho con. Sự thật mà cái chuyện mà giải phóng miền Nam thì nó dùng cái nghĩa là nó chữ nó không đúng. Nhiều người ở miền Bắc vô, chỉ biết là cho ở miền Bắc vô họ thấy cái cảnh của miền Nam mình, từ cái cảnh nghèo đói miền Bắc rồi cái cảnh sống đầy đủ sung túc của miền Nam, chỉ thấy hai cái nó khác nhau xa. Ông bố mang quà vô cho con ở miền Nam sau khi mất chiếm được miền Nam, thì cái này là người ta kể là mình nghe thôi. Ông bố vô thấy cái villa không không dám vô, thập thò mang theo mấy rổ đũa với mấy cái bát với chiếc chiếu hoa này kia để tặng cho con trong này, tưởng con trong này nghèo đói vì cái sự tuyên truyền của cộng sản là miền Nam mà vô giải phóng, mà tất nhiên là vô để đưa cái sự sung túc lên trong này nghèo đói lắm. Nói chung mình thua cộng sản không phải vì cái thực lực của giữa quân đội hai miền, mà mình thua cộng sản vì áp lực của bên ngoài.
mình là nước Việt tiểu, mình phải chấp nhận thôi. Đó là vấn đề mà mình rất đau lòng cho tới giờ phút này. Mình thua một thằng ngu hơn mình, dốt hơn mình. Mình thua một thằng không phải là một quân đội nó tiến bộ, nó văn minh, hay là nó có đầy đủ những cái thực lực để mà nó hạ mình. Nhưng mình thua một thằng không ra gì mà kéo dài cho tới 36 năm sau là giờ phút này nó ngự trị ở đất nước Việt Nam mình. Là do cái thế cờ của các nước cường quốc mà mình chịu thôi. Thành ra thưa với chị là tới giờ phút này tôi vẫn nguyện với trong lương tâm tôi còn hơi sức tới đâu, tôi vẫn đấu tranh theo sức lực tôi ở hải ngoại này để mà làm sao thật sự người Việt Nam có tự do hạnh phúc và không cộng sản trong tương lai. Đó là những cái nguyện vọng ước của tôi. Xin cảm ơn anh. Dạ, rồi chào chị Thúy, thì cũng nói tôi sự thật, nhắc tới cái cảnh mà mấy bà già gánh mà léo đẻo đi theo mà trời nắng chang chang, thấy mấy thằng lính người thượng mà nó dây lại thì hô rao lên ai mua bánh ít bánh té không, nhưng mà hay nó đi vắng thế rồi hả, vui vô ăn đi con, bỏ cho cắt ăn đi con, cắt ăn đi con. Ừ. Trời, cái cảnh nó không thể nào tôi quên được, cảnh đồ dép chứ cảnh đó. Nói chuyện chị mà tôi không dằn được nữa. Ừ. Sự cảm động mà khóc trước ống kính. Vậy thì trong giai đoạn mà anh bị nhốt đó, có nhiều người bị chết không? Có chết bệnh thì cũng có, nhưng mà không chết vì cái cảnh mà nó bắn giết theo kiểu mà nó giết một cách mà vô tội vạ, là cho đi làm lao động lẻ. Yeah. Tức là nó muốn giết. Là nó muốn giết. Thí dụ như bữa nay các chị đi hai măng là mình biết rồi, có vấn đề rồi. Yeah. Thì đúng y chang là tới chiều về là bảo vệ báo cáo ra nó chạy không chết rồi. Cái đó là thời gian năm 76 đấy. Năm 76, 77 là lúc đó đó. Yeah. Dạ, lúc đó là đó. Nó luật. Chứ sau này thì nó cũng tương đối lần lần nó cũng đỡ đi. Yeah. Yeah. Nhưng mà nó cho ăn uống thiếu thốn quá thì người ta cũng bệnh hoạn nhiều. Cái bệnh hoạn thì tôi nói chị nghe, khi mà bắt đầu cho thăm nuôi thì hầu như là gia đình nuôi không. Vâng. Gia đình từ thuốc men, thức ăn này kia, rồi nhất là thuốc men. Tôi có người bạn cũng bị sốt rét cấp tính đó, là đến độ mát. À, người đó bây giờ vẫn còn sống. Rồi lúc đó thì tôi đã, bà xã tôi có thăm nuôi cũng đem thuốc men rồi cho tôi nhiều lắm. Thành ra tôi nuôi ông đó là, hồi đó là ông Trung tá Lý thuộc quân đoàn 2. Bây giờ ở bên Texas. Ông bị sốt cấp tính đó, mà cũng sống được cũng may, nhưng mà có thời gian bị mát. Bị điên á? Dạ bị điên à, rồi. Tại sốt cao quá là ông dạ. Điên. Không biết nó đủ vấn đề, vì vấn đề ăn uống đâu có gì. Nhưng mà lúc đó thì tôi có thăm nuôi cũng thỉnh thoảng có một hai hộp sữa đó. Yeah. Rồi để dành cho ổng, để nuôi ổng trong thời gian ổng bệnh. Thành ra ổng qua được cái cơn đó. Nhiều người chết vì bệnh, vì không có thuốc. Mấy người mà tù ở trong Nam chắc là có hoàn cảnh để thăm nuôi thì đỡ chết hơn những người. Dạ, đỡ chết hơn những người ở miền Bắc. Ở miền Bắc mỗi lần đi thăm nuôi là cảm vấn đề khó khăn. À, tôi có cái bị bắt, có cái may là từ cấp đại tá trở xuống là tù binh không có đưa ra bắt. Thành ra từ đại tá Nguyễn Thu Lương xuống dưới dần dần tới cấp tá này kia là ở trong Nam không, ở từ khu dân Phú Khánh trở về trong Nam. Vậy là tù binh nó đối xử khác với lại những người tập trung cải tạo. Nó đối xử thì cũng vậy thôi, nhưng mà cái quy chế của nó không đưa ra bắt. Chẳng đặt giả sử tôi mà ở lại, tôi đi trình diện theo kiểu mà nói là học tập đó, thì chắc cũng phải là ra bắt rồi. Mà nếu ra bắt rồi cũng phải gỡ mười mấy cuốn lịch chứ không phải là tám cuốn như ở trong Nam này. Dạ. Là tù binh là tương đối đỡ. Dạ, tù binh nó tương đối. Cách đối xử rồi nó cũng vậy thôi à. Nhưng mà ở trên của nó thì nó có cách là nó không đưa tù binh từ cấp đại tá đi ra. Tức là tướng thì nó đưa ra. À, tướng Ngai, tướng Sang với tướng Nghi bị bắt trong đêm 17 á, là coi như là đưa liền ra bắt ngay trong đêm đó.
chứ không để. Tá là không được. À, tá là để lại từ Nguyễn Nhưng Thu mà Lương. Quân lính nó cũng bắt nhốt. Cũng bắt nhốt hết, là bắt rồi cũng đưa vô trại giam hết. Tá tướng gì, quân gì cũng như nhau hết, đưa vô ra trong hết. Đó, là như vậy. Quân lính mà cũng nhốt người ta lâu như vậy. Bởi vì nhiều người lính đó, nó có mấy hai mấy cái ngành mà nó liệt vào ác ôn đó. Thành ra quân cảnh ở, nếu mà lính bộ binh từ trung sĩ nó không bắt đi ở tù, nhưng mà quân cảnh từ trung sĩ nó bắt đi ở tù, an ninh quân đội trung sĩ nó cũng bắt đi ở tù, và cảnh sát trung sĩ nó cũng bắt đi ở tù, nhưng mà lính thường rồi cấp trung sĩ nó không bắt, rồi từ sĩ quan trở lên nó bắt đi ở tù. Ở đó trong thời gian thật sự mà bây giờ ngồi đây mà kể lại cái chuyện ở tù thì nó, những hình ảnh của 75 nó diễn ra trong đầu óc mình. Nhưng mà có điều thì kết luận mỗi con người đều có một cái số phận riêng, chị đó, mỗi người có số phận. Mà cái số phận tôi thì thật sự tôi không có đạo nào hết, nhưng mà mình sống ở đây giờ phút này hiện tại này là do âm đức của mình, cho nó do âm đức của mình. Tại sao người có 40-50 tuổi rồi chết, còn người kéo lên 80-90 tuổi, 100 tuổi thì chỉ nào là do âm đức của mình, do việc làm của mình trong lúc mình đương thời, do cái kết quả của mình trong đương thời. Thành ra tôi dạy con tôi trong cuộc sống mình phải có âm đức, có đạo đức. Anh ở hiền gặp lành. Dạ, mình phải ở hiền là gặp lành. Mình đừng nói là mình không có cái gì mà không có hậu quả. Tôi nói chuyện ở đời không có cái gì mà không quả. Chị thấy chị dò trời ơi, một cái viên sỏi nhỏ xuống sông đi, xuống biển đi, thì nó cũng có gợn sóng. Nó từ từ nó lan dần 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 vẫn vậy trong cuộc sống vậy. Thành ra tôi hồi trước tôi đâu phải là mới ra trường là ở quân cảnh không, tôi cũng ở đơn vị tác chiến, tôi sư đoàn 21, tôi cũng từng đánh giặc ở miền Tây. Cái công trường xi măng đầu tiên là coi như là cái đại đội tôi nằm giữ đó để mà ủi bãi đất đó để làm công trường xi măng ở Hà Tiên. Và cái cứ điểm Chà Là ở Cà Mau tôi đã đóng đó, tôi đã ở đơn vị tác chiến gần 8 năm tôi mới trở mới về quân cảnh, giai đoạn cuối tôi mới về quân cảnh. Thành ra kết luận cuộc đời là sống trong con người phải có đạo đức. Và từ cái đạo đức đó mới dẫn dắt mình làm những chuyện không trái với lương tâm. Đó là rất cần thiết. Vậy còn dạ, cảm ơn chị. Xin cảm ơn anh. Dạ.